Chào các em. Video hôm nay thì cô sẽ chữa cho các em tiếp tục phần ôn tập chương 2 của giải tích. Chúng ta sẽ làm sang cái phần câu số 4 ở trang 90. Thì đề bài người ta cho như sau: tìm tập xác định của các hàm số. Đây là bài câu hỏi tự luận. A này, chúng ta có hàm số y bằng 1 chia 3 mũ x trừ 3. Thì với cái hàm số này để tìm tập xác định thì các em chú ý đây được gọi là một hàm phân thức và mẫu là một biểu thức chứa ẩn. Cho nên các em chú ý với những cái hàm có dạng như thế này, fx chia gx. Đó. Thì cái mẫu này luôn luôn phải là một cái biểu thức khác không nhá, tức là chúng ta phải có cái điều kiện cho gx khác không. Trong trường hợp cái hàm có dạng phân thức thì mẫu phải luôn luôn khác không. Ngoài ra nếu như cái hàm này có thêm những cái dạng khác, ví dụ như dạng chứa căn đúng không, hay là dạng logarit, thì chúng ta sẽ có điều kiện cho căn và logarit. Vậy bài này thì cô thấy cái hàm của chúng ta là chỉ có biểu thức ở mẫu là chứa ẩn thôi, và chúng ta chỉ cần điều kiện cho mẫu khác không. Đó. 3 mũ x trừ 3 khác không thì đây nó là chúng ta cách giải của nó giống với giải phương trình mũ, tức là các em sẽ tương đương với chúng ta sẽ cộng vào hai vế với 3, cộng vào hai vế với 3 thì các em sẽ thu được là 3 mũ x. Đó. Thì chúng ta sẽ triệt tiêu mất 3 mũ x phải khác 3. Đó. Mà 3 mũ x khác 3 thì 3 ở đây chính là 3 mũ 1. Thì các em sẽ thấy rằng cơ số là 3 giống nhau thì chúng ta có thể bỏ cái cơ số này đi nhá, bỏ cơ số đi. Vậy lúc này chúng ta chỉ cần hai số mũ khác nhau là được. X khác 1. Thế thì x khác 1 thì các em kết luận về tập xác định thế nào? Tập xác định các em sẽ kết luận là cái miền D ấy, gồm là toàn bộ tập số thực R trừ đi cái giá trị 1 này. Khác 1 tức là không nhận giá trị 1. Đó. Hoặc là các em có thể viết dưới dạng là trừ vô cực đến 1 hợp với 1 đến dương vô cực. Đó là những cách mà chúng ta có thể viết. Phần B. Y bằng logarit x trừ 1 chia 2x trừ 3. Thì đây là cái hàm số logarit. Thì để tìm tập xác định của hàm này thì các em chú ý khi chúng ta nói đến hàm logarit. Hàm logarit thì đầu tiên chúng ta phải nhớ là cái khái niệm logarit cơ số A của B. Ta sẽ có điều kiện là A thì phải dương và khác 1, còn B thì phải dương. Thì cái logarit cơ số A của B mới tồn tại. Vậy bây giờ chúng ta có logarit này không viết cơ số, tức là ta hiểu là logarit thập phân hay còn gọi là cơ số 10. Do đó cơ số là 10 đã thỏa mãn điều kiện. Các em chỉ cần cái biểu thức lấy logarit này lớn hơn 0. Cái biểu thức này nó đóng vai trò chính là B. Cái biểu thức này chính là B đây. Thì B phải dương. Cho nên các em sẽ có điều kiện là x trừ 1 chia 2x trừ 3 phải lớn hơn 0. Thì với cái bất phương trình này các em lưu ý là chúng ta sẽ giải bất phương trình bằng cách là chúng ta sẽ kẻ trục xét dấu để tìm nghiệm. Chúng ta kẻ một cái trục xét dấu lên đây. Trên trục xét dấu này thì chúng ta sẽ phải điền nghiệm của tử và nghiệm của mẫu nhá. Ở đây thì các em có tử là x trừ 1, như vậy ta có x trừ 1 phải bằng 0 khi nào, và 2x trừ 3 là mẫu bằng 0 khi nào. Thì các em thấy là x trừ 1 bằng 0 thì ta cộng hai vế với 1. Thì khi đó ta sẽ được x bằng 1. Trong trường hợp này các em cộng hai vế với 3 thì ta xu được 2x bằng 3. Sau đó chúng ta sẽ chia cả hai vế với 2. Thì lúc này ta thu được x bằng 3 phần 2. Đó. Vậy các em có nghiệm là 1 và nghiệm là 3 phần 2. Chúng ta sẽ gạch đánh dấu hai nghiệm lên trên trục số. So sánh hai nghiệm này thì nghiệm nhỏ viết trước, nghiệm lớn viết sau. 1, 3 phần 2.
Bây giờ các em sẽ đánh dấu để phân miền trục số ra. Bước tiếp theo các em sẽ kiểm tra dấu. Thì trong trường hợp này cô sẽ lấy giá trị 0 để kiểm tra. Bởi vì 0 chúng ta kể thay vào tính rất là nhanh. 0 thì nó nhỏ hơn 1, như vậy 0 nằm ở vị trí này. Thay vào tử thì là 0 trừ 1 bằng trừ 1, như vậy mang dấu âm. 2 nhân 0 bằng 0, trừ 3 thì lại mang dấu âm tiếp. Âm chia âm cho nên nó bằng dấu dương. Cạnh dương sẽ là âm, cạnh âm sẽ là dương. Bởi vì các nghiệm này là bội lẻ cho nên nó đan dấu nhau. Vậy các em chú ý bất phương trình của chúng ta là lớn hơn 0. Cho em các gạch bỏ cái miền âm đi. Từ đây chúng ta có tập xác định là cái miền không gạch. Hay chúng ta ký hiệu D là trừ vô cực và đây là cộng vô cực. Các em chú ý khi viết trừ vô cực chúng ta sẽ ký hiệu bằng ngoặc tròn. Chấm phẩy một cái. Và đến đây là giá trị 1. Tại 1 thì các em để ý cho cô, nếu chỗ này chúng ta không có dấu bằng thì chúng ta viết 1 và đóng ngoặc tròn. Còn nếu chỗ này có dấu bằng thì các em sẽ thay ngoặc tròn này bằng ngoặc vuông. Rồi đây là miền thứ nhất, tương tự với miền thứ hai. 3/2 đến dương vô cực. Chú ý tại vô cực luôn luôn sử dụng ngoặc tròn. Câu C. Y bằng logarit căn bậc 2 của x bình trừ x trừ 12. Với cái hàm này thì chúng ta thấy là hàm đầu tiên chúng ta đánh giá đây là hàm logarit. Thứ hai là hàm này chứa căn. Vừa là hàm logarit vừa là hàm chứa căn. Vậy thì các em thấy ở đây điều kiện của chúng ta là phải điều kiện cho logarit có nghĩa. Nói một cách khác là chúng ta phải có cái biểu thức, ta bỏ cái dấu logarit đi. Thì phần còn lại chính là biểu thức lấy logarit. Cơ số đây là 10 đã thỏa mãn điều kiện rồi. Đúng không ạ? Vì vậy chúng ta cần là căn của cái biểu thức này là lớn hơn 0. Tuy nhiên căn của một biểu thức thì luôn lớn hơn bằng 0. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái biểu thức này khác 0 là đủ. Nhá. Và để cái căn này có nghĩa thì cái biểu thức dưới dấu căn phải lớn hơn hoặc bằng 0. Và do cái logarit này chỉ lấy lớn hơn, vậy chúng ta sẽ lấy ngay cái biểu thức ở bên dưới dấu căn á, là lớn hơn 0 thì sẽ thỏa mãn điều kiện. X bình trừ x trừ 12 lớn hơn 0 là đủ. Vậy khi đó chúng ta lại tiếp tục kẻ trục xét dấu. Trên đây các em sẽ bấm máy tính vế trái của bất phương trình. X bình trừ x trừ 12 chúng ta sẽ bấm trên máy tính. Giải phương trình bậc 2, 5, 3 và các em nhập 1 bằng, trừ 1 bằng, trừ 12 bằng, bằng. Như vậy kết quả các em được là 4 và trừ 3. Các em có hai nghiệm thì các em gạch cho cô hai cái gạch. Nghiệm trừ 3 nhỏ viết trước, nghiệm 4 lớn viết sau. Rồi chúng ta sẽ đánh dấu để chúng ta phân miền. Tiếp theo các em sẽ lấy cho cô giá trị 0. Nếu cô lấy giá trị 0 thì 0 nó phải nằm ở đây. Vì 0 nó lớn hơn trừ 3 và nhỏ hơn 4. Cô thay vào 0, 0 như vậy cái này mang trừ 12 là mang dấu âm. Cho nên tại cái miền chứa 0 các em điền dấu âm. Cạnh âm là dương. Cạnh âm đây là dương. Và đây là hai nghiệm bội lẻ cho nên là nó đổi dấu nhé. Bất phương trình lấy dấu lớn, tức là lấy dấu cộng, các em gạch dấu trừ đi. Từ đây các em có tập xác định D sẽ bằng. Tương tự chúng ta điền âm vô cực và dương vô cực. Vậy tại âm vô cực là ngoặc tròn, trừ vô cực chấm phẩy. Tại trừ 3, các em chú ý ở đây không có dấu bằng cho nên ngoặc tròn. Hợp với tại 4 ở đây cũng không có dấu bằng, ngoặc tròn. Dương vô cực là ngoặc tròn. Như vậy chúng ta xong phần C. Bây giờ sang phần D. Y bằng căn bậc 2 của 2 5 mũ x trừ đi 5 mũ x. Thì với cái hàm y này thì các em thấy đặc điểm của hàm là một hàm chứa căn. Thứ hai là dưới dấu căn này là hàm mũ. Vậy thì chúng ta chỉ cần điều kiện cho cái hàm chứa căn này có nghĩa thôi. Hay nói cách khác là chúng ta có này, cái hàm có dạng là căn bậc 2 của fx mà nó muốn có nghĩa thì cái fx của chúng ta phải lớn hơn hoặc bằng 0.
Đây là điều kiện để cho cái hàm này của chúng ta tồn tại. Đó. Vậy có nghĩa là lúc này để có tập xác định, các em đi tìm cái điều kiện 2 5 mũ x trừ 5 mũ x phải lớn hơn hoặc bằng 0. Lúc này các em đi giải cái bất phương trình mũ. Thì với bất phương trình mũ này ấy, chúng ta sẽ cộng vào hai vế với 5 mũ x. Chú ý khi thực hiện phép cộng trong bất phương trình thì dấu bất phương trình không đổi chiều nhá. Đó, nếu cộng thì lúc này chúng ta thu được 2 5 mũ x lớn hơn hoặc bằng 5 mũ x. Bây giờ các em sẽ thực hiện là so sánh hai cơ số này. Thì các em thấy cơ số 2 5 và cơ số 5 so sánh được với nhau là bởi vì 2 5 bằng 5 mũ 2. Vậy chúng ta sẽ viết thành 5 mũ 2x lớn hơn bằng 5 mũ x. Khi đó các em thấy hai vế đều có cơ số 5. Cho nên chúng ta có thể khử cơ số 5. Lưu ý cơ số 5 ở đây lớn hơn 1, cho nên dấu bất phương trình giữ nguyên sau khi khử cơ số. Nếu cơ số này nhỏ hơn 1 thì bất phương trình phải đảo chiều. Như vậy khử đi ta còn 2x lớn hơn x. Bây giờ để thu được x, các em sẽ cộng cả hai vế với âm x. Ta sẽ thu được 2x trừ x bằng x. X trừ x bằng 0. Như vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là x lớn hơn hoặc bằng 0. Hay nói một cách khác là gì? Nói một cách khác là chúng ta có tập xác định là D của chúng ta sẽ lấy từ 0 nhá, lấy về bên 0 đến dương vô cực. Dương vô cực ngoặc tròn. Tại 0 các em thấy có dấu bằng cho nên các em dùng ngoặc vuông. Vậy đây là kết quả của cái phần tập xác định ứng với phần D. Và cô đã chữa xong câu số 4, phần ôn tập chương 2, sách giáo khoa trang 90.